Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục nối máy với lại một thính giả tiếp theo ạ. Xin chào anh Tài ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Rồi, anh Tài đặt vấn đề của mình với lại khách mời ngày hôm nay nhé. Dạ, tôi xin tự giới thiệu là tôi là Nguyễn Sinh Tài ở Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Hiện nay tôi là đại diện theo ủy quyền của mẹ và dì. Hiện nay đang là nguyên đơn, đang được tòa án Biên Hòa thụ lý và tòa án tỉnh Đồng Nai thụ lý. Theo hai phiên rồi, tôi xin trình bày một cái vấn đề như thế này. Mẹ tôi và dì tôi là đồng khai phá tài sản từ năm 1969 đến năm 1975 cùng với cha dượng và mẹ ruột của mình. Tổng tài sản là 18.000 m2. Tổng tài sản là 18.000 m2. Thì năm 87 là cha dượng mất. Cha dượng mất rồi không để lại di chúc. Thì đến năm 2015 thì những người con của cha dượng sau này lại là lấy cái tài sản đó đem đi bán, không có sự đồng ý của mẹ và dì tôi. Thì cái phiên tòa sơ thẩm thì xét xử là giao cái tài sản đó cho mẹ tôi và dì tôi một phần đó, nhưng mà lên phiên phúc thẩm thì lại xét xử là không được, tức là không được nhận tài sản lại mà phải là nhận tiền bồi thường từ chủ dự án và từ những người mà con sau này của cha dượng đem bán. Thì tôi hỏi luật sư là cái việc mà phiên tòa xét xử như vậy thì có đúng quy định pháp luật hay không, trong khi người tạo dựng tài sản không ký bán, không đồng ý bán, nhưng mà vẫn bị buộc là phải giao cái tài sản mà mình tạo dựng ra và tài sản thừa kế của mình được hưởng. Thì xin luật sư tư vấn giúp cho gia đình tôi ạ. Việc này sẽ xử lý như thế nào ạ? Trường hợp của anh Tài thì tôi hiểu rằng cả tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều thừa nhận là mẹ và dì anh đều có phần trong đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Như vậy là cái phần là chúng ta không tranh chấp về cái phần của mẹ và dì anh được hưởng, đúng không? Dạ vâng ạ. Mà bây giờ chỉ là mẹ của anh được hưởng bằng tiền hay là bằng hiện vật, đúng không? Dạ. Trong đơn tôi yêu cầu là chia tài sản bằng hiện vật, đúng không? Nhưng mà tòa án thì bắt gia đình tôi là phải nhận tiền. Bởi vì là cái tài sản ấy đã được một trong số những người con của cái người cha dượng để bán mà không có sự đồng ý, đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy thì vấn đề đó là mấu chốt ở đấy thôi. Như vậy là không bàn về di sản mà chỉ bàn là bây giờ là được quyền nhận bằng hiện vật hay được nhận bằng giá trị thôi, đúng không anh Tài? Dạ vâng ạ. Đấy. Thì chúng ta có cái lưu ý là trường hợp này tài sản đã bị người khác bán thì cái hợp đồng đấy bây giờ là không có sự đồng ý thì về nguyên tắc là cái hợp đồng này nó không hợp pháp. Dạ. Đó. Tuy nhiên là pháp luật dân sự vẫn có những cái quy định đó là bảo vệ người thứ ba ngay tình. Bây giờ tôi không biết là cái người mua đấy có cái hợp đồng với người mua ấy tòa có tuyên là hợp pháp hay không? Dạ. Vâng, tôi xin trình bày tiếp. Đấy, anh phải nói cái hợp đồng ấy. Bây giờ phải bàn về cái hợp đồng đấy là tòa có tuyên hợp pháp hay không hợp pháp. Tôi sẽ bàn với hợp đồng đó. Vâng. Là năm tháng 11 2015 tòa án thụ lý. Thì cái người có quyền lợi liên quan đó là người mua cái trước đây thì đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng trong quá trình tháng 11 2015 tòa thụ lý. Nhưng mà ngày 8 tháng 6 2016 thì cấp 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì khi tháng 11 2015 tòa thụ lý thì những người này là những người có quyền lợi liên quan trong đó vẫn cố tình tiếp tục để mà làm thủ tục để cấp 13 sổ. Và ngày 8 tháng 6 2016 thì cấp sổ và ngày 9 tháng 6. Nhưng mà chú đó, cấp sổ là cấp sổ cho người mua. Nhưng mà cái người bán ấy đầu tiên cho bà ngoại của tôi. Bà ngoại tôi là người đứng đầu là cấp lần đầu tiên đấy. Thì trong quá tức là khi mà tòa đã thụ lý thì không hiểu lý do gì thì chính quyền lại cấp 13 sổ đó cấp ngày 8 tháng 6 trong khi tòa án thụ lý rồi mà vẫn cấp sổ xong rồi mới bán cấp sổ xong mới bán sau khi tòa đã bị tức là tòa đã thụ lý rồi mới mua dạ. Nhưng mà là tôi trước đây là nhưng mà là tôi thử tóm tắt như này có phải không chứ là gì lúc tranh chấp ở tòa thì chưa được cấp giấy. Dạ vâng ạ. Rồi tranh chấp rồi được cấp giấy. Dạ vâng. Và khi vẫn có tranh chấp thì lại bán lại cho cái người khác. Không, chính cái người bị khởi kiện tại tòa luôn.
Không, nhưng mà anh là làm cho tôi rối nha. Bây giờ là gì? Cái người mua được cấp giấy khi nào? Người mua từ ai? Mua người mua là mua từ những cái người con của. Thì cái người con đấy được cấp giấy chưa? Chưa được cấp giấy, hoàn toàn chưa được cấp giấy. Rồi đấy, nhưng mà tình tiết thì thực ra là hơi phức tạp. Bây giờ cái mấu chốt đối với tôi là trong trường hợp này, vì nó thực ra là tôi chỉ nghe cái thông tin của anh thôi, chứ không, tôi không có hồ sơ cho nên tôi không dám cái gì một chắc chắn. Nhưng mà với cái thông tin mà anh cung cấp thì tôi hiểu rằng rất khó để khẳng định cái hợp đồng mua bán đấy nó hợp pháp. Và nếu là anh bây giờ anh xem là yêu cầu tòa án tuyên bố cái hợp đồng mua bán ấy nó vô hiệu, thì nếu cái hợp đồng mua bán ấy nó vô hiệu thì có nghĩa là quay lại tài sản, quay lại như tình trạng ban đầu. Và như vậy anh yêu cầu được quyền chia, thì tôi bây giờ tôi chỉ nói ở góc độ đó thôi anh. Tại vì cái tình tiết thì tôi cũng không thể có hồ sơ, cho nên là chỉ có những hồ sơ thì ta mới chắc chắn rằng cái tình tiết của vụ việc đấy. Tại vì anh tóm tắt thì tôi hiểu cái ý của anh thôi, nhưng mà tức là tòa án thụ lý nhưng vẫn được cấp sổ. Thế đó thì bây giờ tôi cấp sổ là cấp sổ cho cái người mua đúng không? Tại vì lúc không cấp sổ cho người mua mà cấp sổ cho cái người đa là người bị đơn. Bị đơn là ai? Bị bán. Bà... Thế anh bảo bán thì bán khi nào? Bán là bán năm 2015 bán. Bán là bán sau khi đã tranh chấp rồi. Tức là trước khi tranh chấp là bán thì người gia đình phát hiện, là bắt đầu làm đơn khởi kiện từ địa phương, bắt đầu tới lên tòa luôn. Tại sau khi tòa mà chưa bán thì chưa bán, lúc chưa có giấy bán, bán chưa? Lúc chưa có giấy bán bằng giấy tay. Được rồi. Còn lúc lúc khi nào mà bán ra, bán cho cái người mua ấy thì đã ra công chứng khi nào? Công chứng khi tòa đã thụ lý gần một năm sau thì rồi. Mới thầu lại. Rồi nhưng mà là tôi nhưng mà tôi xin với cái thông tin anh nói nha, chứ còn nếu mà thông tin anh nói khác thì với thông tin anh nói thì tôi cảm giác là cái hợp đồng mua bán nó là không hợp pháp. Đất đã coi tranh chấp và nó không hợp pháp, thì không hợp pháp thì kinh nghiệm của tôi trong đấy, trong trường hợp này là cái hợp đồng mua bán ấy nó vô hiệu. Và khi vô hiệu thì cái tài sản nó quay lại cái người bán, và người bán đó chính là cái di sản ban đầu. Và như vậy nếu anh thừa nhận là đó là tài sản mà dì và mẹ anh được hưởng, thì theo pháp luật dân sự đó là di sản. Mà di sản thì dì và mẹ anh nếu có cái phần của dì và mẹ anh với tư cách là cái người tạo ra tài sản. Nhưng mà nếu mà mẹ anh, cái quan hệ giữa cha dượng ấy, tôi không hiểu rõ là cha dượng trong trường hợp này với mẹ anh là quan hệ như thế nào thì tôi không rõ. Thì nếu cái phần đấy mà cái người đấy cũng là cái di sản của người chết, chỉ có mức ở trong trường hợp này về thừa kế thì chỉ có một người chết, đó là cái cha dượng thôi đúng không? Thì ai là người thừa kế của cha dượng thì cũng được hưởng một phần. Còn phần của mẹ anh và dì anh thì theo tôi là không phải với tư cách là có một phần, đó là phần tư cách là họ tạo lập ra tài sản. Và họ tạo lập ra tài sản thì họ được nhận, đương nhiên là nhận bằng hiện vật. Còn nếu họ có tư cách là thừa kế của cha dượng, dì chắc là không phải cha dượng, nhưng có thể mẹ anh, tôi không biết cái quan hệ giữa mẹ anh và cha dượng là quan hệ vợ chồng hay không vợ chồng. Nếu là vợ chồng thì được hưởng cái nhà bố dượng ạ. Là bố dượng đó. Bố dượng của ai? Bố dượng của mẹ là ông ngoại, đang nói về ông ngoại dượng. Anh này đang hỏi về ông rồi, ngoại dượng. Tức là nôm na thì cái từ dượng đây có nghĩa là bố dượng. Bố dượng tức là ông bố của mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đúng là trong trường hợp này tức là ông ngoại có một phần di sản, thì mẹ của bác sẽ được hưởng gì nhỉ? Di sản với tư cách là một người thừa kế, thì trong trường hợp này họ được quyền yêu cầu chia. Mà theo pháp luật là nguyên tắc là được yêu cầu chia bằng hiện vật. Chỉ trong trường hợp không chia được bằng hiện vật thì mới chia bằng giá trị thôi. Đấy thì nó có một số cái lưu ý. Như vậy tóm lại với cái tình tiết của anh thì tôi có thể nói là trong cái phần đất đấy có một phần của mẹ anh và dì anh với tư cách là tạo lập ra tài sản. Và dượng của anh chết thì cái phần đấy cũng là trở thành di sản. Thì cái di sản đấy được chia cho những người thừa kế của dượng, thì trong những người thừa kế của dượng thì có thế nhỉ, có mẹ của anh, và với tư cách là người thừa kế thì họ được quyền yêu cầu chia di sản bằng hiện vật. Và khi chia bằng hiện vật thì chúng ta thấy là trong trường hợp này phải tuyên cái hợp đồng nó vô hiệu thì nó mới hiện vật. Còn nếu mà không tuyên vô hiệu thì đúng là tòa theo hướng bằng, giá trị thôi. Thế đấy nhá, vì cái tình tiết nó hơi phức tạp anh. Với những cái gì tôi hiểu được thì tôi xin tư vấn như vậy anh Tài. Rõ ràng là với những cái vụ việc như thế này thì rất là cần chúng ta nghiên cứu những cái hồ sơ phải chắc chắn hồ sơ, và phải có thời gian để mà chúng ta tìm hiểu được nhiều khía cạnh khác nhau trong cái vụ việc này. Thành ra là với ít phút để mà nghe những cái tường thuật của anh thì có thể là khách mời của chúng tôi thì chỉ có thể trao đổi với anh những ý sơ nét như vậy thôi. Còn nếu như mà anh muốn hỏi kỹ hơn thì có thể là chúng tôi thụ lý, chúng tôi nhận những cái hồ sơ của anh và sau đó thì sẽ chuyển đến cho những khách mời của chúng tôi sẽ cùng nghiên cứu và để xem là
cái trường hợp của anh cụ thể như thế nào nhé. Còn những cái vấn đề khác, nói chung là quý vị và các bạn khi mà có những thắc mắc thì có thể gọi về tổng đài của chương trình là 0826-365-365 và 0827-365-365 trong phạm vi cho phép của chương trình, với thời lượng nó phù hợp thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp những thắc mắc này cho tất cả quý vị và các bạn. Còn với những cái trường hợp nào mà phức tạp hơn, cần phải có thời gian nghiên cứu nhiều hơn thì chúng tôi cũng sẽ trả lời theo cái hướng tổng quát để cho quý vị và các bạn có những cái gợi ý và chúng ta hiểu hơn về cái vụ việc của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tổng đài của chương trình ạ, sẽ nối máy với lại một thính giả ở Bình Dương. Dạ, xin chào anh Bình ạ. Hello, xin chào chương trình ạ. Dạ, hôm nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, trưởng khoa luật dân sự của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tư vấn với chúng ta. Anh Bình trình bày vấn đề của mình nha. Xin chào luật sư ạ. Vâng. Em có một vấn đề này nè, cho luật sư tư vấn giùm em. Mẹ em là mẹ đơn thân, có hai người con. Phần đất đó là cho người con đầu là chị là một phần, em một phần, rồi còn lại cho một phần là dính trong cái nhà. Hứa ngoại hứa là cho đứa con đầu của người chị, người chị với người em là đồng ý hết. Nhưng mà người chị là có ba người con, người em là có hai người con. Rồi giờ là chị ngoại là đang bệnh rề, bà hỏi ổng làm giấy di chúc rồi sau này bà chết rồi mấy đứa cháu kia nó có tranh chấp sao không? Rồi xin hỏi luật sư cho biết. Tức là mẹ anh đúng không? Dạ. Có hai người con. Hai người con. Là anh và chị anh. Dạ. Rồi mẹ anh cho anh một phần. Dạ, cho chị anh một phần. Dạ. Và một phần còn lại là muốn cho cái người con đầu của chị anh. Dạ. Dạ. Đúng em không? Em và người chị cũng đồng ý luôn. Cũng đồng ý luôn, nhưng mà vấn đề là mẹ anh chưa mất đúng không? Chưa, là bà đang bệnh rề rề thôi. Bệnh rề rề, bây giờ là cho bà mẹ anh đã lập di chúc gì chưa? Chưa, bà chỉ hứa thôi. Thế thì trong trường hợp này báo cáo anh là lời hứa không phải là di chúc. Lời hứa không là di chúc, cho nên là nếu còn mẹ anh còn sáng suốt thì tốt nhất là anh nói mẹ anh lập cái di chúc. Và trong trường hợp này tốt nhất là thông qua cái thủ tục ở công chứng hay là ủy ban nhân dân là nó an toàn nhất, bởi vì là trong tình trạng này. Đó, nếu mà không có di chúc nha, bây giờ nếu mà không may mà mẹ anh mất mà lại vẫn trong tình trạng này, chỉ cái lời hứa thôi mà không có di chúc thì buộc phải chia theo pháp luật. Và nếu đấy, pháp luật nếu có tranh chấp, còn nếu thỏa thuận với nhau được không nói gì cả. Còn nếu không thỏa thuận được thì buộc phải chia theo pháp luật. Mà chia pháp luật thì hiện nay chỉ có anh và chị của anh được hưởng thừa kế của mẹ anh thôi, chứ còn cháu không được hưởng. Cháu không dính dáng đường đó. Không, không được hưởng. Tại vì cháu là hàng thừa kế thứ hai mà anh và mẹ chị anh là hàng thừa kế thứ nhất, trường nào có hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ không cho người thường thừa kế thứ hai áp dụng. Nếu mà trường hợp mà giờ mà không có di chúc mà tôi và chị tôi đồng ý cho đứa cháu luôn thì đồng ý thì phải làm cái thỏa thuận rõ ràng để không có tranh chấp là cho, chứ còn theo thừa kế là không phải, không được. Cháu của anh không được. Thì giờ mình đồng ý, người chị đồng ý, người em cũng đồng ý cho. Thì thôi, thì cho, bây giờ mình tốt nhất là cho phải lập bằng văn bản. Tốt nhất là trong trường hợp này là anh là người cho, chị anh là người cho đứa cháu, lập văn bản có công chứng hợp pháp thì không vấn đề gì cả. Nha anh. Sợ là mấy đứa cháu sao? Đó, đó. Vì anh sợ cho nên anh phải có cái hợp đồng rõ ràng. Và hoặc là mẹ anh làm cái di chúc rõ ràng. Đó, có hai phương án. Nếu mẹ anh làm di chúc thì di chúc như tôi nói. Còn nếu mà không may cụ không làm di chúc mà sau này cụ mất thì anh và chị anh hoàn toàn có thể thuận, và cũng để tránh tranh chấp thì làm một cái hợp đồng tặng cho có công chứng chứng thực, và như vậy nó sẽ hợp pháp. Rồi, vậy là được rồi. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ. Cảm ơn chương trình. Rồi, rồi chào anh Bình ạ. Đấy, những cái vấn đề mà mình tưởng chừng đó là rất là đơn giản, những cái thành viên trong gia đình chỉ đồng ý suy nghĩ thì đơn giản, nhưng mà khi nó có tranh chấp thì nó rất phức tạp. Liên quan tới pháp luật thì chúng ta phải có rõ ràng là giấy trắng mực đen đàng hoàng, và phải có cái công chứng chứng thực quý vị nhé. Chứ ở trong gia đình chúng ta cứ gật đầu, chúng ta ừ thôi, cứ cho mảnh đất đấy cho đứa cháu đó đi, thì những đứa cháu sau nó cũng sẽ hỏi là tại sao là mình không được cái số tài sản đó, thành ra là cũng sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn và tranh chấp. Đấy, điều tốt nhất
là chúng ta nên có những cái văn bản và có chúng ta có được những cái sự, ít nhất là có sự làm chứng hoặc là có những cái dấu của các cơ quan chức năng công chứng, thì những cái văn bản đó nó cũng sẽ hợp lệ, và khi mà xảy ra tranh chấp thì những cái đối tượng, những cái chủ thể trong cái tranh chấp đó thì cũng sẽ được cái phần lợi, và rõ ràng là giấy trắng mực đen như vậy rồi thì không có xảy ra những cái tranh chấp nó phức tạp hơn. Lúc này thì thành viên Nguyễn Lan của mạng xã hội giao thông thì cũng đã đặt một câu hỏi cho chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay. Năm nay em 22 tuổi, hiện còn đang học tại trường đại học trong thành phố. Ông bà em có để lại một căn nhà chung. Khi gia đình đòi bán ra thì số tiền ba em nhận được, em có quyền được yêu cầu chia không? Vì hòa khí gia đình em không tốt, em sợ ba mẹ sẽ không chia cho em số tiền đó. Dạ. Nhưng mà tôi nôm na là ông bà để lại căn nhà. Dạ. Rồi ai bán căn nhà thì không rõ nhỉ? Khi gia đình đòi bán. Gia đình bán. Ừ. Thì sao nữa? Tiếp theo là... Thì bạn ấy muốn tiền chia cái số tiền đó được không? Bạn ấy như vậy là ông này, tài sản là di sản là của ông. Có ông. Ừ. Thì chúng ta thấy là... Và như vậy là bạn nói là bố mẹ bạn vẫn còn. Ừ. Mà có nghĩa là di sản của ông hiện nay đang có hàng thừa kế thứ nhất. Dạ. Và như vậy hàng thừa kế thứ nhất thì tôi nói là gồm có con của người để lại di sản, chính là bố bạn. Ừ. Vợ hoặc chồng còn sống hoặc bố mẹ. Thì trong trường hợp này bạn chỉ là cháu thôi. Ừ. Bởi bạn là hàng thừa kế thứ hai cho nên bạn không có cái quyền gì trong đấy cả. Còn nếu mà sau này bố bạn được hưởng, bố bạn cho bạn, thì đó là nội bộ giữa bố bạn và bạn, không phải trên quan hệ thừa kế. Ông mất, cháu không được hưởng di sản chừng nào có hàng thừa kế thứ nhất. Đấy, cho nên là bạn có quyền gì không, khẳng định bạn không có quyền gì cả. Khi nào mà ba bố thấy là cần có tài sản đó rồi, bố muốn cho một ít để xài. Thì đó là chuyện của bố. Đấy là quan hệ hợp đồng, Yeah. chứ không phải là quan hệ thừa kế. Yeah, chị nói cho bạn cho nó rõ nhé. Vâng, hy vọng bạn Nguyễn Lan cũng đã rõ được cái vấn đề này rồi bạn nhé. Nói chung là công việc hiện nay của bạn đó chính là học thật là tốt. Đúng rồi, chị nói rất đúng đó. Dạ vâng, để sau này nếu mà bố thương thì bố sẽ cho một ít tiền để mà mình làm vốn, mình làm ăn chẳng hạn nha bạn Lan nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nối với lại kết nối với lại một thính giả tiếp tục ở Bình Dương nữa ạ, chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ. Xin chào chị Hải Triều nha. Dạ. Chào luật sư. Rồi, ngày hôm nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại sẽ cùng tư vấn với chúng ta. Mời chị trình bày vấn đề của mình nhé. Xin chào luật sư nha. Tôi muốn trình bày với luật sư một việc là mẹ tôi có một cái miếng đất. Là có cho người anh thứ năm 5-8 mét. Rồi người anh thứ tư thì 6 mét. Chị thứ hai thì được là cũng 5 mét. Còn em thứ 8 thì ở chung với người mẹ. Rồi. Còn một miếng 5 mét đó thì mẹ đã kêu cho tôi lâu lắm rồi, nhưng mà tôi không có lấy, tại vì tôi có chồng cũng có chơi đất đai thứ tư hết rồi. Rồi. Rồi sao chừng một năm nay, chồng tôi mất cũng 6 năm nay rồi. Ừ. Mẹ kêu thôi giờ về đi, mẹ cho miếng đất ở rồi ở gần chị em. Chị không chịu, tôi không chịu, tôi mới nói là thôi con không lấy đâu. Ừ. Con có đất ở con không có lấy. Rồi sau này mẹ yếu quá đi, hồi mấy tháng nay mẹ yếu quá, thành ra nhỏ em thứ 8 nó ở chung với mẹ hồi đó, giờ nó mới lên Bình Dương làm, thấy mẹ yếu quá nó mới về nó ở. Về ở rồi chị tôi mới thấy em nó thiếu nợ nần quá, tôi mới nói thôi bây giờ còn miếng 5 mét đó thôi, giờ mày để cho chị á, thì chị trả cho mày 120 triệu, thì trả nợ người ta đi, rồi còn dư thì mình để nuôi má. Rồi má thì má không chịu, má nói thôi không có lấy tiền cho con mà, chứ má không lấy, hồi đó giờ con lo má nhiều rồi. Dạ. Rồi em tôi không chịu, tôi nói thôi con không lấy, con để trả tiền cho em, nó trả nợ người ta. Rồi xong rồi chị đưa tiền rồi ký giấy, anh thứ tư cũng ký, chị hai cũng ký, chị ba cũng ký, rồi mẹ cũng ký luôn. Ừ. Làm giấy tay á. Ừ, dạ. Như sau này rồi tới tháng 10 đến giỗ ba mới về, mới ra đĩa chính, mình mới cắt phần khoáng ra. Ừ. Cắt phần ra. Còn anh thứ năm thì anh ở trên này, anh làm ở trên này, cái chừng về anh biết vậy anh về, cái anh quậy, anh nói là không hỏi ảnh. Rồi nhỏ em mới nói, ủa thì anh cũng có phận rồi hết mà hỏi anh cái gì. Bằng khoáng thì má đó là chuyển cho em, là em đã đứng tên bằng khoáng rồi. Thì giờ thì em má cũng đồng ý là để cho chị Bảy. Rồi anh không chịu, anh nói là nếu mà anh không ký tên thì đố tôi cất nhà được. Mà xin hỏi luật sư như vậy rồi, như sau này rồi có vấn đề gì không luật sư, nhờ luật sư giải quyết giùm á, đất, giải thích giùm. Anh chị nói về đất là đất của mẹ chị hay là đất của bố mẹ chị? Đất của mẹ, bố mẹ, bố mất lâu rồi còn mẹ không à? Bố mất lâu chưa chị?
mới mất 20 năm nay rồi, mẹ cũng mới mất được 2 tháng nay à. Như vậy là cái tài sản ấy tại sao chị Khẳng nói là của mẹ chị mà không phải là của bố chị? Tại vì là nó dạ, tài sản chung. Bố mất rồi thì giữ để cho mẹ. Thì đấy, báo cáo với chị là chị hiểu như vậy thôi, nhưng luật là chưa chắc đã hiểu giống chị. Như vậy là cái dạ, phần tài sản mà chị nêu là lúc bố chị còn sống là vẫn có rồi đúng không? Dạ. Như vậy tôi trả lời là lúc, như vậy cái tài sản đó là tài sản của bố chị và của mẹ chị. Dạ. Lúc hai cụ còn sống. Và như vậy khi bố chị mất thì một phần cái tài sản ấy sẽ là di sản của bố chị. Và thông thường nó là 1/2 là của bố chị. Thì cái phần đấy mẹ chị chỉ được hưởng một phần. Mẹ chị được hưởng 1/2 với tư cách là tài sản của mẹ chị. Còn cái phần của bố chị thì đấy là mẹ chị được hưởng một phần. 7 hay 8 chị em của chị cũng được hưởng một phần. Cho nên đây là cái phần chung của mẹ chị và những người con của bố chị, tức là chị và anh chị em chị. Thế trong trường hợp này nó là di sản của gì nhỉ? Của bố chị, phải xử lý theo cơ chế của gì nhỉ? Di sản. Chứ cái phần mà bố chị để lại ấy, là những người chị em đều được hưởng giống nhau, cùng với mẹ chị được hiểu bằng nhau. Cho nên là bây giờ phải xử lý theo hướng là chị và những anh chị em được hưởng phần của bố chị. Còn cái phần của mẹ chị nhá, ví dụ là 1/2 còn lại là của mẹ chị, và mẹ chị được hưởng cái phần di sản của bố chị là một phần nhỏ nữa, thì cái phần của mẹ chị thì phải xử lý theo hướng là không có di chúc, đúng không? Chị nói như vậy là toàn là lời hứa rồi. Yeah. Toàn là lời nói đây. Như vậy là không có giá trị gì hết cả. Mà khi một người chết không để lại di chúc thì phải chia theo pháp luật. Như vậy cái phần của mẹ chị là sẽ được chia cho anh chị em chị bằng nhau. Còn bây giờ nếu muốn khác thì phải thỏa thuận của tất cả những người thừa kế. Không biết đây tôi nói như vậy chị đã có rõ chưa chị ơi? Tại vì chị cứ nói là anh em thỏa thuận, anh em thỏa thuận, đó là hoàn toàn nói miệng. Và mẹ chị không để lại di chúc thì buộc phải chia theo pháp luật. Và chia theo pháp luật dạ, thì à, chị... mà luật sư cho tôi nhắc lời, tại vì mẹ thì mẹ cho anh thứ năm cất nhà xong luôn rồi. Anh thứ năm cất nhà rồi. Rồi còn em thứ 8 thì ở chung với mẹ. Nhưng mà mẹ đã, như tôi lấy cái miếng 5 thất mét đó là hồi lúc mẹ còn sống là mẹ cũng có cái giấy xong hết rồi. Anh em cũng có cái giấy là lấy miếng đất đó là trả cho em 120 triệu á. Rồi nhưng mà còn anh thứ năm ở trên này ảnh cũng có nhiều hơn anh em, có thể nhiều hơn hay ít hơn trong luật, trong luật pháp luật nó không nói là nhiều hơn ít hơn, trừ trường hợp người ta nhận từ chối. Chứ còn cho tôi hiểu đây, cái phần 5 mét vuông ấy, 5 mét đấy là mẹ chị và anh chị em chị thống nhất cho một người, nếu được lập một cái ở pháp thì cái phần 5 mét đấy đã cho cái người được cho rồi. Vấn đề điều kiện là cái việc ký giấy nó có hợp pháp hay không và cho thực tế rồi đúng không? Có làm giấy tay rồi mẹ cũng ký, anh em đều ký hết rồi. Và cái người được tặng, cái người được cho đây đã được cấp giấy chưa? Người được cho đã cấp giấy chưa, được cấp giấy chưa chị? Anh sao ba đó? Dạ, cái miếng đất của chị là được cấp giấy chưa? Cái miếng 5 mét đấy đã được cấp giấy chưa chị? Dạ, đến tháng 10 này về mới ra địa chính mới cắt ra nè. Còn bây giờ làm giấy tay xong anh em rồi mẹ đều ký rồi hết rồi. Tức là khi mà mẹ mất á thì mỗi người trước khi mất, có một miếng trước đất. Khi mất đây là trước khi mất mẹ chị gì nhỉ? Trước mất là mẹ có ký tên rồi, ký tên rồi đó, tiền cũng có mẹ đó luôn. Là chia mỗi người một miếng hết rồi. Đâu chia cái cho cái người kia một người 5 mét thôi, những người khác cái phần khác có chia đâu, có văn bản gì đâu. Dạ còn chỉ có tôi là được làm giấy tay, là đưa tiền cho em được làm giấy tay là mẹ ký tên thôi, còn như ba chị hai anh năm đầu có là cũng chưa, mẹ cũng chưa có cắt ra gì đấy. Hết cái đấy cho nên cái hết. Đấy là cái khó là xác định là đúng rồi. Đã cho chưa hay cho chưa, nhưng mà cho thì có nói là tôi nói là gì, cái phần của mẹ chị thì mẹ chị được quyền cho, nhưng mà việc cho hợp pháp hay chưa thì thông tin của chị nói tôi chưa có khẳng định là nó là đầy đủ cả. Nhưng mà luật sư ơi, thí dụ như mẹ mất như vậy rồi bằng khoáng em nó chuyển bằng khoáng hồi lúc mẹ còn sống, mà mẹ sang bằng khoáng em nó đứng tên rồi, chứ như vậy em nó có quyền không? Nếu mà thực sự lúc mẹ chị còn sống mà đã cho em của chị và mọi người đã thống nhất thì đây chính là hợp đồng tặng cho hợp pháp, thì đã cho rồi thì không thể đòi được nữa. Dạ, cũng như là em nó ở chung với mẹ rồi mẹ chuyển nhượng lại cho em đứng tên bằng khoáng luôn. Chuyển nhượng là chuyển nhượng bằng cách nào chị? Chuyển nhượng bằng cách nào hả chị? Cũng như là làm bằng khoáng đứng cho em đứng tên ra chính quyền rồi. Cho đứng quyền đứng tiền rồi, tức là lúc mẹ chị còn sống và có cái người em sống cùng mẹ chị, đúng không? Và bạn người em đấy đã được cấp giấy chứng nhận đúng không? Dạ. Ở thời điểm đấy không ai phản đối gì đúng không? Dạ. Vì trong trường hợp này theo kinh nghiệm của tôi đấy, cái người mà được cấp giấy đó đã được hiểu là được mẹ chị và những người được thừa kế trước đây của bố chị đã tặng cho gì nhỉ?
cái người được nhận và cái tặng cho đấy, theo kinh nghiệm của tôi là ở Pháp thì không đòi được hết. Thì còn như cái vấn đề của tôi vậy, như sau này mà tôi có về các nhà với anh Năm anh quậy có được không dược sư? Thì cái phần của chị thì tôi chưa hiểu là phần của chị là phần nào, bây giờ chị phải nói rõ. Phần mà 5 mét mà tôi cho người em đó, tôi xa của người em 5 mét là tôi đưa 120 triệu đó. Là mẹ có ký tên rồi, em cũng ký tên, anh Tư, chị Ba, chị Hai ký hết rồi. Tức là 5 mét đấy là, 5 mét là cái văn bản đấy là cho chị, với điều kiện là chị cho đứa em gì nhỉ? Ba, 120 triệu và đứa em đấy. Có nói là cho nữa. Và là sang lại. Sang lại đấy. Ừ. Dạ. Thì... Sang 120 triệu là mẹ đã ký giấy rồi, em rồi anh chị cũng ký giấy hết, chỉ còn mình ở anh Năm đó, nên như là anh muốn vậy, anh ý anh nói là cũng như là không thông qua với ảnh. Rồi là nếu mà anh không ký vô cái miếng giấy tay đó thì không bao giờ tôi cất nhà được. Vậy là nhắm sao? Thế tôi là cũng gặp cái vấn đề, tại vì là mẹ chị quyết định cho. Như tôi nói là cái phần tài sản mà bố chị để lại, mẹ chị chỉ được một phần thôi, mẹ chị không được quyền quyết định tất cả. Cho nên cái người anh của anh, của chị nói là có cái quyền, cũng là có cái lý của người đó. Thì thực sự là cái tình tiết của chị chắc có lẽ phải xem hồ sơ và xem cận cụ thể. Tại vì nó quá nhiều thông tin, quá nhiều... cái nội dung, cho nên tôi thực sự là đối với phần của chị, nếu mà cái người đất đấy mà theo tôi hiểu là từ cái phần bố chị để lại thì có nghĩa là anh chị cũng được phần. Mà anh chị... Thì anh cũng có phần rồi, anh có được 8 mét xong 8 mét, nhưng mà đấy là 8 mét, nhưng cái phần của chị đừng nhận đấy, có ai nói là không được, không anh ấy có được không được đâu. Dạ. Đó, cho nên là không, nó không rõ. Tôi chỉ sang thôi chứ tôi không có nhận của mẹ cho, tôi chỉ sang lại của thôi. Đấy là cái hệ quả của việc là khi làm, khi còn sống thì không có tặng cho rõ ràng, không lập di chúc rõ ràng, và hiện nay là hệ quả là gì nhỉ? Rất chi là dối. Với cái thông tin như vậy, thực sự là tôi rất khó tư vấn cho chị. Nhưng cái miếng của tôi 5 mét đó, hồi mẹ còn sống mà được sơ, rồi mẹ có ký tên cho luôn mà. Mẹ ký tên nhưng mà vấn đề là các anh trai thứ năm của chị đã đồng ý đâu. Thì anh trai thì anh ở trên này mà anh cũng có phần rồi. Phần đấy là, đấy phần là phần của chị, nhưng mà cái phần này như tôi nói là gì? Nó có phần của mẹ chị, phần để từ bố chị để lại. Mà cái phần của bố chị để lại thì gì nhỉ, anh chị vẫn được phần, và anh chị có được phần thì anh chị cũng được quyền thì nhỉ, có ý kiến. Dạ. Quan trọng là người ta có được quyền, tức là chị có hiểu là đất là của mẹ chị, nhưng thực chất là đất là của bố chị nữa. Mà khi bố chị mất thì anh chị cũng được quyền, mẹ chị cũng được quyền, chị cũng được quyền. Mà như vậy cái chuyện chuyển giao là chỉ chuyển giao giữa chị và mẹ chị, mà không có ý kiến của anh chị là vi phạm cái quyền của anh chị đối với phần mà bố chị để lại. Nó phức tạp là như vậy đấy chị. Rõ ràng là ở cái vấn đề này thì tốt nhất là chúng ta nên thuyết phục được người anh. Đúng để rồi. Mà chúng ta có thể thỏa thuận được. Thực ra đã nói phân tích mấy ngày anh là đấy, anh đã có cái phần mà cha mẹ đã cho rồi. Xét tổng thể thì anh với em không có chênh lệch gì cả. Mà theo luật là anh em bằng nhau, mà anh đã không có gì thiệt thòi thì thôi anh đừng có gì nhỉ. Lấy cái phần này của em để cho nó công bằng. Và như vậy cũng đúng với tâm nguyện của mẹ. Tức là đành phải phân tích ở góc độ tình. Đó là gì? Anh cũng đã được những cái phần mà ngang với em. Mẹ cũng đã thống nhất cho em cái phần này. Thì thôi anh hy vọng là anh không có tranh chấp với em. Thì cái đấy là cái tốt nhất. Còn không thì ra thì nhỉ, ra tòa lý thì chắc là ra lý thì lại đấy, như tôi nói là rất là phức tạp. Thì cái phần mà mẹ anh của anh của chị được hưởng thì chú khi chị cũng có được quyền có ý kiến nữa. Đúng rồi. Đấy, cho nên là luật đó là quy định như vậy đấy chị.